dễ mới. Khi mà cái sóc điện nhân tờ đó là cái rào bao á, nếu mà từ cấp Ramata tức là từ Himalaya mà đi chế vào á thì chế còn trái, còn nếu mà đi ngược lại thì chế còn phải. Em không biết là chế nào. Oh, no.
ngọc một cái giá sau 500 đồng. Và mấy anh chị sẽ thấy được cái giá trị của cây bonsai này đã hơn 20 năm. Mấy anh chị nào có cho Ngọc được cái giá hơn 500? Mấy anh chị nào cho Ngọc biết coi ai có thể cho cái giá hơn 500 đồng không? Có ai cho Ngọc xin cái giá cái cây bonsai chưa? Mấy anh chị ơi làm ơn giúp giùm Ngọc đi. Tại vì hai món quà kia mình đã đấu giá được rồi, thì đây là món quà thứ ba. Xin mấy anh chị nhận cái tấm lòng nơi đây của tất cả các em bên Việt Nam để gửi đến cảm ơn các anh chị. Thì mấy anh chị làm ơn cho Ngọc xin một cái giá sau 500 đồng. Có ai cho cái cây bonsai này hơn 500 được không? Có anh chị nào cho cái cây bonsai này hơn 500 không? Bây giờ mấy anh chị không có ai cho Ngọc cái giá hơn 500 đồng thì Ngọc sẽ trả cái cây bonsai này về cho khổ chủ của nó. Nhưng mà Ngọc rất buồn là tại vì anh nó đã có cái tấm lòng muốn tặng cái cây bonsai này cho gánh hàng tình thương và cũng như tặng cái số tiền đó cho quyển sách hoặc là mình đến trường với một chiếc xe đạp từ những vùng quê xa xôi. Thì bây giờ mấy anh chị nào có thể cho Ngọc cái giá hơn 550 không? Bây giờ nếu mấy anh chị không có ai cho Ngọc hơn giá 550 thì Ngọc sẽ ngừng ở cái mức 550 này. Và Ngọc cũng cảm ơn một lần nữa với chị đã giơ tay 550. Tại vì lúc đầu Ngọc không nhìn thấy ai giơ tay hơn 550, Ngọc rất buồn. Tại vì cái anh đó ảnh đã anh chị ở trong Quân Nguyên Khe và cũng như thay mặt cho tất